Những ngọn núi cao quanh năm mây phủ, huyền ảo như cõi bồng lai ngay trên dãy Thất Sơn vùng chỉ. Những ngôi chùa, ngôi miếu và những tượng Phật đã níu bước chân khách hành hương về với chốn linh thiêng. Những vách đá treo leo cùng với nhiều hang động còn chứa được những truyền thuyết kỳ bí như hư như thực, và có cả những câu chuyện bi tráng lẫn kiêu hùng chống giặc ngoại xâm mãi mãi còn đọng lại trong lòng người. Thất Sơn huyền bí ấy là một kiệt tác của tạo hóa vẽ vào bức tranh có dùng châu thổ cửu long thêm rực rỡ sắc màu. Đã không ít lần chúng tôi về vùng bảy núi tỉnh An Giang để tác nghiệp, nên cũng biết ít nhiều về cảnh vật và cuộc sống người dân nơi đây. Nhưng để am hiểu về dãy Thất Sơn hùng vĩ này, thì quả tình chúng tôi cũng như những vị khách hành hương du sơn ngoạn thủy ở chốn núi rừng thâm u huyền bí. Mỗi lần lên núi, khi đứng trước những nơi được xem là linh thiêng hay cúng kiến tế lễ, người ta thường khấn vái chư vị năm non bảy núi. Dù là khách lạ thì khi gọi tên Thất Sơn, ai cũng hiểu rằng có nghĩa là bảy núi. Còn cái nghĩa của năm non thì ít người biết đến, và nó nằm ở đâu trên dãy Thất Sơn này? Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu thì năm non là năm cái vồ trên đỉnh núi Cấm. Cũng theo cách giải thích của ông, dù là nơi các tảng đá nhô ra trên đỉnh núi cao. Chúng ta hình dung khi đứng dưới đất nhìn lên một ngọn núi sẽ thấy chúng có hình dáng nhấp nhô, chỗ cao chỗ thấp, chứ không phải như một chiếc nón lá trơ lì úp xuống. Và dù là những điểm cao ấy. Trên đỉnh Thiên Cấm Sơn có nhiều dù, nhưng chỉ có năm dù được chọn làm đại diện cho năm non. Đó là dù ong bướm, dồ đầu, dồ thiên tuế, dồ bà và dồ bồ hông. Thật sự là núi Cấm cũng có mấy chục cái dồ chứ không có năm cái, nhưng mà người ta chỉ chọn năm cái tiêu biểu. Trong đó cái dồ cao nhất là dồ bồ hông. Bây giờ đó không có sách vở ghi lại như bây giờ. Thì người ta gọi để cho nó có một cái dàn điệu là năm non bảy núi, dễ nhớ. Và trong cái niềm tin, cái đức tin của con người đó, người ta truyền đạt từ đời này qua cái đời kia. Với những người làm phim ký sự như chúng tôi, dù đã đọc sách và đã nghe các nhà nghiên cứu lý giải về tên gọi của vùng đất này, nhưng với tên gọi Năm Non thật sự kích thích trí tò mò và muốn khám phá. Vì vậy, trước khi du sơn vùng bảy núi, chúng tôi quyết định lên được với Năm Non. Nhưng trước khi lên được tới đỉnh, cũng phải bắt đầu từ những dồ thấp hơn ở ngọn núi này. Đầu tiên, dù có độ cao thấp nhất là dù ong bướm, nằm phía bắc của núi Cấm, chỉ cao 480 mét. Có người còn gọi là dù ong bướm, ong voi. Bởi lẽ có giả thuyết cho rằng, vào thế kỷ 19, do sự xúi dục và hỗ trợ của Simla, một đạo quân chân lạp do hai tướng là voi và bướm chỉ huy sang cướp phá vùng láng cháy, tức An Giang. Được tin cấp báo, lúc bấy giờ quản cơ Trần Văn Thành đang đóng quân ở phía nam núi Cô Tô, lập tức mang quân đến dẹp. Quân ta vừa đánh mạnh, vừa bao vây, rồi cho một người biết tiếng chân lạp lên đồi cao, dùng lời giải thích điều lợi hại mà khuyên dụ hai tướng bướm và voi ra hàng. Trong thế cùng lực kiệt, lại nghe lời chiêu dụ hữu lý, nên bướm và voi truyền cho binh sĩ dứt bỏ vũ khí, rồi đích thân đến trước mặt Đức Quản Cơ xin thọ tội. Được tha mạng, bướm và voi xin về ẩn dật trên núi Cấm và chọn một dồ cao để tu luyện, sau đó làm nghề bốc thuốc chữa trị giúp người. Cũng từ câu chuyện kể mang tính truyền thuyết này mà người đời sau gọi dồ này là dồ ông bướm. Có người gọi tên đầy đủ là dồ ông bướm, ông voi. Đi chết về phía tây bắc của núi Cấm là đến dồ đầu, có độ cao 584 mét. Tục truyền, trong lúc bôn tẩu, nơi đây là điểm đầu tiên
Nguyễn Ánh đã đặt chân đến núi Cấm, nên dân gian gọi là Dồ Đầu. Phía dưới chân núi là Đồng Ruộng, cụm núi Tượng, núi Phú Cường, và ngược ra núi Sam, Châu Đốc, rất thơ mộng. Chúng tôi băng rừng và trèo lên được đến Dồ Thiên Tuế ở độ cao 541 mét so với mặt nước biển. Có hai giả thuyết giải thích về sự ra đời tên gọi của dồ này. Giả thuyết thứ nhất cho rằng do nơi đây từng được Nguyễn Ánh đặt đại bản doanh trong những lần lẩn tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Những từ như Vạn Tuế, Thiên Tuế là cách xưng hô của quần thần dành cho đấng quân vương, nên từ đó có tên gọi là Dồ Thiên Tuế. Giả thuyết thứ hai cho rằng do nơi đây ngày xưa mọc toàn cây Thiên Tuế, từ đó mà thành tên, xem ra hợp lý hơn. Dồ này tương đối bằng phẳng và trước kia là rừng cây Thiên Tuế dài trăm năm tuổi, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại những cây Thiên Tuế nhỏ. Cách đây non chục năm, do áp lực di dân từ đồng bằng lên núi ngày một tăng, để có đất sản xuất, cất nhà ở và để làm du lịch, nên người ta hạ cây, bạc núi. Rồi những người chơi cây cảnh cũng đào bới, săn lùng, làm cho một vùng sơn linh cẩm tú này biến thành bình địa. Cảnh xưa nay chỉ còn dương vấn trong lòng người, một chút nuối tiếc, ngậm ngùi. Rời Dồ Thiên Tuế, chúng tôi cùng mấy bạn hướng dẫn viên khu du lịch núi Cấm tiến về phía nam của đỉnh Thiên Cấm Sơn để đến được với Dồ Bà, nằm ở độ cao 579 mét. Đây là dồ có vách núi hiểm trở và có nhiều hang động mà người dân địa phương ít gọi là hang mà gọi là điện. Nơi đây có điện thờ Bà Chúa Xứ, nên dù đường đi khó khăn nhưng khách hành hương đến đây khá đông để cúng bà, xin ân đức để cuộc sống bình an. Chúng tôi tiếp tục men theo những lối mòn để chinh phục điểm cao nhất của núi Cấm. Nơi đây cũng chính là Dồ Bồ Hông, nằm ở phía tây của núi Cấm, cao 716 mét và được xem là nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều người cho rằng do ở độ cao và rừng rậm âm u có nhiều côn trùng gọi là bồ hông sinh sống nên gọi là Dồ Bồ Hông. Ở trên dồ cao này có tượng thờ Ngọc Hoàng, là nơi được nhiều người đến tham quan và lễ bái. Đứng trên đỉnh núi cao này, chúng tôi nhớ trong quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm của hai nhà biên khảo Vật Sĩ và Nguyễn Giang Hầu viết năm 1955 có đoạn: Dãy Thất Sơn huyền diệu hiển linh, nhiệm màu kỳ bí, dùng hoa địa của nước Việt Nam, bởi đó là nơi tích tụ tinh hoa của đất nước. Đến cái việc đặt dấu chân trên Thất Sơn thì có biết bao nhiêu người vẫn chưa được dịp. Với chúng tôi, những người vừa mới đặt chân lên Nam Non cũng đã để lại quá nhiều cung bậc cảm xúc. Và cũng chính vì thế mà thúc giục bước chân mình tiếp tục khám phá dãy Thất Sơn kỳ vĩ như là một chuyến du sơn ngoạn thủy ở ngay giữa miệt đồng bằng này.